quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, trận đấu tranh hạng ba nội dung của nữ tại giải bóng chuyền tranh cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2021 giữa hai đội bóng Kim Bắc Bắc Ninh và Than Quảng Ninh. Điểm số bây giờ đang là 8-7 nghiêng về các cô gái Kim Bắc Bắc Ninh và đã có thêm một điểm nữa dành cho đội bóng đỏ. Chúng ta cùng xem lại tình huống kết thúc rất tốt của Kim Bắc Bắc Ninh và cướp bóng.